Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Ở video này, KTV xin chia sẻ cùng quý vị đăng ký và KYC tài khoản trên sàn BIB VIP tại địa chỉ bibvip.com. Đây là một sàn còn rất chi là mới. Hiện tại sàn chỉ hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Trung. Sắp tới sàn sẽ có app trên điện thoại smartphone. Còn ở đây, hiện tại quý vị chỉ có thể sử dụng sàn thông qua máy tính. Để đăng ký thì quý vị cần phải có một cái đường link hoặc là cái mã giới thiệu. Thì quý vị có thể lấy cái mã giới thiệu hiển thị trên màn hình hoặc bấm vào cái đường link KTV để bên dưới video này. Ok, ở đây tôi sẽ chọn vào email. Tôi sẽ đăng ký bằng email. Ô thứ nhất, tôi sẽ nhập địa chỉ email. Ô thứ hai là đặt mật khẩu. Quý vị lưu ý mật khẩu bao gồm cả chữ viết hoa, viết thường, chữ và số và những ký tự. Ô referral code chính là cái mã giới thiệu ở bên trên màn hình sẽ được hiển thị, hoặc quý vị đăng ký theo cái đường link tôi để bên dưới video. Quý vị tích vào cái ô I have read, chọn tiếp vào click to verify. Quý vị hãy vuốt cái này để xác minh. Ok, đã verify. Ở đây nó thông báo gửi đến email của quý vị một cái mã. Bây giờ quý vị hãy mở email lên. Đây, tôi mở email. Và tôi sẽ sao chép cái mã này. Tôi sẽ paste nó vào đây. Chọn vào confirm. Cái này quý vị có thể lưu hoặc không lưu. Rồi, Tiếp bây theo, giờ phần xong thứ các hai bước đăng ký. là hoàn thiện thông tin và KYC. Ở đây, tôi sẽ vào cái biểu tượng hình người, chọn vào cái địa chỉ email. Tìm đến cái mục ID Verification, chọn vào Verification. Cái ô Select Your Country, chọn quốc gia là Việt Nam. Chọn Confirm. Ở đây quý vị có thể sử dụng passport, giấy phép lái xe hoặc là căn cước công dân. Thì để thông dụng và phổ biến nhất, thường quý vị hay sử dụng cái căn cước công dân. Thì ở đây tôi cũng sẽ sử dụng căn cước công dân, tôi sẽ chọn vào cái Other. Ô first name là cái tên đầu tiên, thì quý vị hãy nhập cái họ vào. Last name là cái tên cuối, thì quý vị nhập cái tên cuối cùng, không cần nhập nhập tên đệm. Ô ID nâu là cái số căn cước công dân. Nhập xong, chọn vào like. Ở đây quý vị cần phải chuẩn bị sẵn cái ảnh chụp căn cước công dân mặt trước và mặt sau. Và một cái ảnh cầm cái căn cước công dân. Một tay thì cầm một cái tờ giấy. Tờ giấy thì quý vị hãy ghi là bibvip.com ngày mùng 1 tháng 10 năm 2022. Thì quý vị đăng ký vào ngày nào, quý vị hãy ghi cái ngày đấy vào. Sau đó quý vị hãy ký tên của quý vị, rồi quý vị hãy nhờ một ai đó chụp một cái bức ảnh nó như thế này để quý vị upload lên. Ok, để quý vị không phải chờ đợi đâu. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn ba cái ảnh rồi. Cái ảnh thứ nhất này
Ảnh thứ nhất này là ảnh căn cước công dân. Tôi sẽ chọn cái mặt trước của cái căn cước công dân. Cái ảnh thứ hai này, tôi sẽ chọn cái mặt sau của căn cước công dân. Tìm đến thư mục chứa file ảnh. Rồi cái ảnh thứ ba này tôi cũng đã chụp sẵn rồi. Đây. Ok, sau khi tải lên thì quý vị hãy chọn vào Submit. Và quý vị lưu ý, quý vị cần ghi chính xác rõ ràng cái địa chỉ website này, chữ ký của quý vị và cái ngày đăng ký. Quý vị có thể chờ vài tiếng hoặc là trong vòng từ 1 ngày đến 2 ngày thì sàn họ sẽ xác minh kiểm tra thông tin. Ok, bây giờ tôi sẽ trở lại cái phần security này. Trong cái phần mobile, quý vị cần lưu ý, hiện nay các nhà mạng Vina, Mobi hay bất cứ nhà mạng nào tại Việt Nam thường thì họ đang chặn những cái tin nhắn quốc tế. Chỉ có cái mạng Viettel thôi thì có lúc chặn, lúc không. Nên quý vị cũng không cần thiết thì không cần sử dụng cái số điện thoại làm gì. Nếu quý vị sử dụng số điện thoại thì quý vị nên sử dụng số điện thoại của nhà mạng Viettel. Đó. Rồi còn cái phần Google Authenticator thì quý vị cũng có thể bật lên để bảo mật cái tài khoản của quý vị. Chọn vào Enable. Quý vị hãy sao chép cái này. Sao chép cái này. Và mở cái Authy lên, quý vị thêm nó vào. Thêm vào. Ok. Và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Nếu quý vị chưa có tài khoản BIB thì quý vị hãy đăng ký theo cái mã trên màn hình.